Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn một số máy ảnh ống kính rời có giá dưới 3 triệu đồng được sử dụng vẫn ngon hiện nay. Đầu tiên là mình đến với hãng Canon. Canon đối với dưới 3 triệu các bạn có thể tham khảo một số máy như sau. Đầu tiên các bạn có thể tham khảo Canon 30D, 40D, Canon 300D, 350D, 400D. Đối với Nikon thì các bạn có thể tham khảo một số máy đời cũ như là Nikon D300, Nikon D200 và Nikon D90. Những cái máy này sản xuất cũng được trên dưới chục năm rồi nhưng cũng đến giờ vẫn dùng rất là ok. Đối với các bạn không có làm dịch vụ nhiều như chụp đam mê như xóa phông này, chụp phong cảnh cơ bản, các bạn có thể mua body này. Tiếp theo là Sony. Sony đối với ngàm A thì các bạn có thể tham khảo các dòng DSLR như là A100, A700 và có thể liên quan đến các dòng ngàm A khác như là Sony A33, A35, rồi A55, được thì A57. Còn ngàm E thì các bạn có thể tham khảo một số dòng Sony NED như là Sony NED 3, NED F3, NED C3, Sony NED 5, Sony NED 5N, Sony NED 5T. Sony NED 5N các bạn có thể dùng được cảm ứng nhé. Còn Sony NED 5T các bạn có thể vừa dùng được cảm ứng, vừa dùng được wifi để chuyển hình qua điện thoại rất là ok. Đối với Sony thì các bạn có thể tận dụng được cái ngàm lens MF của phim hồi xưa. Canon Nikon vẫn ok nhưng nó chỉ hỗ trợ rất là hạn chế. Sony các bạn có thể chuyển qua chế độ MF và có thể xoay tay chỗ nào nét thì chỗ đó sáng vùng lên. Còn Canon Nikon thì các bạn có thể chuyển qua chế độ, nếu mà máy có cái live view các bạn chuyển qua live view và zoom lên 10 lần các bạn xoay lên nét. Để tận dụng được và tối đa được cái hiệu quả kinh tế, các bạn có thể tham khảo một số ống kính chụp trên trong zoom xóa phông, các lens máy phim như là của các hãng Pentacon, Minolta AMD, MC, các lens của Helios, của Takuma hay là của Fujifilm, Canon FD, Nikon AI-IS, các lens như là hồi xưa như là 50F1.8, 50F1.7 rất là rẻ. Dạ, giá mình nhớ hiện tại thì tầm từ 700 ngàn đến hơn 1 triệu một cái thôi. Với cái ngàm không có bao nét, bao lấy nét thì giá tầm từ 100 đến 150 nghìn đồng nữa. Thì dao động trong khoảng cỡ hơn 3 triệu đồng, các bạn đã có một cái thân máy và một cái ống kính để chụp trên dung xóa phông đẹp rồi. Đối với các bạn nhiều tiền hơn như 5 triệu thì các bạn có thể tham khảo bài tiếp theo. Những máy ảnh có giá lên quanh khoảng 5 triệu được mình tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn lựa chọn một máy ảnh ưng ý nhất. Nếu các bạn thắc mắc có thể comment dưới bài viết hoặc inbox cho mình để mình có thể tư vấn cho các bạn tiếp hoặc là gửi link cho các bạn để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn.